Bây giờ chốt nhanh nha. Thời gian, tốn thời gian rồi đó. Máy sao? Máy chạy. Viết. Sông dốc quá xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một lâu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây ngồi trên đây có một hồi xuân. Hello nên ta đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Rồi.